Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Kim Quốc Tiến, hệ thống showroom thiết bị vệ sinh và nhà bếp số 1 Việt Nam. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến mọi người một chiếc két sắt âm tủ đến từ thương hiệu Heffler của Đức. Thì chiếc két sắt âm tủ này á, mình có thể thấy là nó sẽ có màu đen và mã sản phẩm đó là 836.28.550. Màu sắc sẽ là màu đen, chất liệu là chất liệu thép. Rồi, về chức năng của nó thì chúng ta có thể thấy là có thể mở bằng cái mã số bàn phím cảm ứng ở đây, hoặc là sẽ có chìa khóa cơ dự phòng trong trường hợp khẩn cấp. Về đặc tính của cái sản phẩm này á, thì chúng ta có thể mở bằng cái bàn phím cảm ứng ở đây, cấp nguồn dự phòng thông qua cái cổng micro USB. Có chìa khóa cơ dự phòng trong trường hợp khẩn cấp, chức năng ẩn mật khẩu, chống sao chép, chức năng cảnh báo pin yếu và âm thanh cảnh báo sẽ được phát trong 1 phút trong trường hợp là nhập sai cái mã là 3 lần. Kích thước của nó là 150x400x480mm, trọng lượng là 8.6kg. Thường thì những cái khóa điện tử, xin lỗi mọi người, thường thì những cái chiếc két sắt như thế này thường sẽ được lắp âm tủ và sẽ có một cái mặt nạ ở phía trên và đương nhiên là sẽ được đóng vít kỹ càng rồi. Đây là cái sản phẩm này. Để mà có thể biết thêm thông tin và được báo giá tốt nhất nha, các bạn đừng quên truy cập ngay vào link phía dưới đó. Chào tạm biệt.